Nga cảnh báo Mỹ về vụ tàu dầu bị tấn công ở vịnh Oman. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã cảnh báo việc các bên đưa ra kết luận quá vội vàng về vụ hai tàu dầu bị tấn công ở vịnh Oman, nhấn mạnh rằng vụ việc này không nên bị sử dụng để gia tăng căng thẳng ở khu vực. Tôi muốn dùng cơ hội này để cảnh báo những nỗ lực vội vã của một số nước nhằm đổ tội cho các bên không mong muốn. Chúng tôi gần đây đang chứng kiến một chiến dịch gia tăng sức ép về tâm lý, chính trị và quân sự nhằm chống lại Iran, ông Ryabkov nói. Quan chức Nga cáo buộc Mỹ và đồng minh trong khu vực có thể đứng sau chiến dịch này. Tôi không muốn các sự kiện vừa diễn ra bị lợi dụng để xoay chuyển tình hình theo hướng chống lại Iran, quan chức Nga cho biết. Sáng sớm ngày 13 tháng 6, hai tàu chở dầu, một mang cờ quốc đảo Mansa, một mang cờ Panama, bị rung chuyển bởi các vụ nổ ở vịnh Oman. Cho tới lúc này, có rất ít thông tin về chuyện gì thực sự đã xảy ra. Tuy nhiên, có một tàu đã bị trúng thủy lôi. Iran tuyên bố họ đã giải cứu 44 thủy thủ khỏi con tàu bị chìm, và gọi vụ việc này là đáng ngờ. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Iran tiến hành vụ tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu cỗ cư Carquarius và Fernante ở vịnh Oman. Ông Pompeo chỉ trích Iran giáng một đòn tấn công vào chiến dịch gây sức ép tối đa bằng lệnh trừng phạt, vốn đang được Washington thực hiện thành công với Tehran. Sau đó, Mỹ thông báo điều thêm tàu chiến tới khu vực vịnh Oman sát Iran. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 14 tháng 6 đã chỉ trích Mỹ vì đưa ra cáo buộc đối với Iran mà không có một bằng chứng nào để chứng minh tuyên bố của Washington. Đức Hoàng, theo RT, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.